còn tô lô vít các kiểu này kia ở đây. Gương đẹp quá. Đây chính là, chắc chắn là ăn trộm. Ăn trộm là bày đặt và soi gương. Vâng, thưa quý vị, xin mời quý vị cùng theo dõi tình huống của camera giấu kín ngày hôm nay để xem là các nhân vật khi chứng kiến một anh chàng ăn trộm gương thì mọi người sẽ ứng xử như thế nào và giúp đỡ chủ xe ra sao nhé. Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Xã hội ngày một phát triển, kinh tế tăng trưởng, số lượng xe ô tô cũng xuất hiện nhiều hơn để phục vụ đời sống ngày một đi lên của người dân. Thế nhưng, đi liền với nó là vấn nạn khiến nhiều chủ xe đau đầu, đó là nạn bẻ trộm gương xe. Để bẻ và tháo một chiếc gương ra khỏi xe không hề phức tạp với các loại tội phạm này. Chỉ mất chưa đầy 30 giây là chiếc gương đã không cánh mà bay. Một chiếc gương xe ô tô loại sang cũng cỡ tiền chục triệu khiến cho loại hình tội phạm này ngày một manh động. Ngày hôm nay, chiếc xe hơi sang trọng của chương trình sẽ đỗ ở gần một quán cà phê trên đường Nguyễn Trãi. Diễn viên Hoàng Tuấn trong vai tội phạm bẻ trộm gương xe. Anh sẽ loay hoay bẻ gương chiếc xe ô tô của chương trình. Chúng ta cùng theo dõi phản ứng của người dân sẽ như thế nào khi gặp loại hình tội phạm này nhé. Chương trình sẽ bắt phản ứng của những vị khách hàng đang ngồi quán cà phê này. Thế nhưng thật bất ngờ, chú bảo vệ cửa hàng cạnh đó đã ra tay rất nhanh. Thôi. À, mày chôm đầu à? Đâu có chôm? Đi về mày, mày thôi mày. Về đâu? Con gì? Làm gì? Con ngồi con coi kiến thôi. Coi kiến thì thấy mày lấy vít ra làm. Trời ơi, coi vít đi sửa điện mà, đi sửa điện đây mà. Sửa điện đâu? Sửa điện đâu? Có đâu? Mày phải xuống rồi mày. Đấy. Đi đâu? Hay là xuống rồi. Con có làm gì đâu. Tao thấy vít mày lấy mày tính dặn hả? Dặn đâu mà dặn, con coi mà. Đi em ơi mày. Có. À, tao thấy mày lấy vít mày dặn mày làm gì? Mày tính mở cái ba lấy cái hậu không? Không có đâu con. Không có gì, cái vít mày nè. Là đồ của mày nè. Đó đồ. Bắt qua công an đi. Đây coi. Mày mở cái bóp này ra coi. Có đâu. Mày mở này ra coi. Được chơi mày không? Chú thông cảm con đi. Thông cảm hả? Được chơi nè. Không có thông cảm. Tính chân cái hậu hả? Rồi Phương Sang. Thôi biết lỗi. Phương Sang. Mày mở đầu chơi mày ra coi. Mày lại mày chôm cái hậu của người ta. Mày làm gì động đồ mày. Những hành vi chiêu trò của kẻ gian đã không qua mắt được chú. Dù chiếc xe ô tô này không phải thuộc trách nhiệm chú trông coi, thế nhưng thấy sự việc bất bình, chú vẫn thực hiện đúng trách nhiệm của một người công dân khi đối diện trước cái xấu, cái sai pháp luật. Cảm ơn chú rất nhiều. Kéo nè, mày mở, tao thấy mày cầm cái vít mày mở kiến hậu rồi. Đấy, con nghèo, con đang... Mày đâu? Mày đâu? Con đang như này, con đang đi học. Hẻ thông tiếng phải không? Ăn hậu, nay người ta để ý mày nãy giờ á. Để coi mày sao mày cầm cái vít mày tính mở ra cái kiến hậu hả? Giữa ban ngày ban mặt, một kẻ với bề ngoài và biểu hiện gian manh đang hí hoáy tháo gương khiến nhiều người để ý. Đã có rất nhiều cặp mắt quan sát diễn viên của chương trình. Thế nhưng, tất cả chỉ dừng lại ở việc chú ý và quan sát. Đã không hề có một hành động ngăn chặn, nhắc nhở nào diễn ra.
tình huống tiếp tục được thực hiện. Hello, mày tới đâu rồi? Tao đang đứng đây nè. Rồi rồi. Có làm gì đâu? Đứng đây làm nghe điện thoại mà. Gọi ra ngoài chỗ khác gọi. Giờ đứng đây làm gì? Gương đậu xe ở đây thì tao coi kiến thôi. Mày vậy? Mỗi người một phản ứng khác nhau. Người đàn ông này có vẻ khá bức xúc. Anh ơi, bạn đứng đây làm gì? Ủa, tôi đứng đây tôi điện thoại anh không thấy hả? Không biết. Để tôi điện cho. Anh điện làm gì? Làm gì? Tự nhiên đưa về buồn, ta đứng đây. Xe ta đậu đây, đứng đây làm gì? Ta đứng đây, ta đậu, ta nghe điện thoại. Nghe điện thoại phía chỗ gọi, xong gọi. Đứng xét xe làm gì? Xe này phải xe của anh không? Tôi, tôi đứng đây làm gì? Tôi đứng đây, tôi coi kiến được không? Sau khi nhận thấy kẻ gian định bẻ gương xe ô tô, anh đã ra sức ngăn chặn ngay. Xin cảm ơn anh. Nếu như tất cả mọi người trong xã hội đều có những hành động kiên quyết, mạnh mẽ, cùng nhau chống lại hành vi sai trái, thì chắc chắn những phần tử xấu sẽ không còn dám manh động trong một xã hội đang ra sức kiên quyết loại trừ nó. À, nhưng mà đồ của em anh không được đụng. Đâu có đâu, áo của em thôi, điện thoại thôi. Anh, mày mày mở cái túi đó ra, tao ngó coi gì trong đó. Vào trong được. Cái xe không ai lấy. Mày không lấy được, không ai lấy. Không, có tôi biết trong này không? Đây cái gì đây? Cái này vết trộm liền. Không, cái này đồ của con mà. Thì mày mở ra tao xem. Không có gì thôi. Không có gì đâu. Không có cái kéo làm gì đây? Đồ đạc đi làm thì phải có kéo chứ. Chú tha cho con. Tình huống tiếp tục được thực hiện tại một bối cảnh khác. Khu bãi đỗ xe có người trông trên đường Lê Lai, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh là vị trí được lựa chọn. Diễn viên của chúng ta đang tiếp cận những chiếc xe tại đây. Với những biểu hiện gian manh, chúng ta cùng chờ xem chuyện gì xảy ra. Diễn viên kẻ gian đang tiếp cận một chiếc xe được đạo diễn chỉ định trong bãi. Hành vi của kẻ gian đã lọt vào tầm ngắm của những người xung quanh. Ta, mày muốn chuyện gì đâu? Tao đâu làm gì đâu? Đừng lại gần xe người ta. Rất nhanh, người phụ nữ trông xe đã xuất hiện. Chị đã nhắc nhở rất khéo léo để kẻ gian rời khỏi bãi đỗ xe nơi mà chị đang làm việc. Rồi đi chỗ khác đi. Các ta có làm gì đâu mà đuổi ta đi. Xe có gì đâu, sao kiến thôi. Cái gì vậy? Người ta quản lý, người ta giữ xe ở đây. Quản lý, người giữ xe của bến bãi người ta mà đứng ở đó cương làm gì? Sao ở đây là chuyên gia mất xe. À. Mất kiến đồ đó. Đâu phải xe của chị không? Chị đây người ta giữ xe, người ta có xe, người ta không phải là giữ xe. Mà trong túi anh coi là có đồ nghề trong đây nữa. Cái này là cái gì? Này là cái gì? Móc ra. Này là cái gì? Đâu? Anh làm cái gì đứng dưới đó? Ủa đồ thiết bị tôi để đây tôi gắn vô. Anh làm cái gì? Trong khi anh coi kiến. Kiến người ta làm vậy mà trong cái túi anh có đồ nghề trong đây là sao? Cái này anh làm cái gì? Thì đồ trong túi em. Trong túi anh mà đồ nghề anh làm cái gì? Thôi chịu đồng. Kiến thôi, có làm gì đâu. Em đi vô khác đi, đừng có coi kiến. Người ta coi kiến thôi chứ. Không, quay rồi, chạm đi coi kiến lại xem ra kìa. Xem ra của người ta coi gì. Ở đây cũng của người ta. Xe này kiến bự hơn. Không có cho coi. Cho coi miếng đi. Không. Nhưng mà người ta coi kiến mà đâu làm gì đâu. Bây giờ em có đi không?
Em đâu làm gì đâu. Đi chỗ xe ta đó. Xe của khách anh mà. Có xe của anh đâu. Xe của khách anh nhưng mà anh là giữ xe cho người ta. Mất anh chịu trách nhiệm. Em hiểu không? Sao? Tôi miếng mà. Bây giờ em có đi không? Tôi miếng anh là. Lại tiếp tục bị xua đuổi bởi những hành vi lén lút gian xảo của mình. Vậy có đi không? Em ăn quần lại. Này là của anh luôn hả? Đây xe của anh là anh coi hết đây nè. Sắp cây vậy? Ở đây mất là anh chịu trách nhiệm, đúng không? Bảo vệ tài sản của khách hàng. Người bảo vệ này đang thực hiện tốt trách nhiệm của mình. Hiểu không? Người ta coi thôi, người ta có làm gì đâu. Anh này. Chị em có đi không? Vâng, đây chỉ là một tình huống của chương trình Camera Giấu Kín. Xin chúc mừng các chú, các anh đã trở thành nhân vật của chương trình. Xin cảm ơn tinh thần đoàn kết, bảo vệ tài sản chung của mọi người. Mình làm bảo vệ là trong nghề nghiệp mình phải có trách nhiệm. Dạ. Dù không phải là của riêng mình, nhưng mình phải bảo vệ, mình giữ cái môi trường ở đây cho nó trật an ninh trật tự. Ý tôi cũng chưa muốn tha, tại vì có chắc chắn là họ cái đối tượng đó nó tha đi rồi lại chỗ khác nó làm gì khác nữa không? Nếu mà trên xã hội này mình cùng nhau mà chặt chẽ phối hợp như vậy đó thì trên đời sống nó được an ninh hơn, được trật tự hơn, nó không có xảy ra những cái sự cố vừa rồi đó, thì xã hội mới tươi mới đẹp đẽ được. Nói chung là nãy giờ cũng nghĩ là thật, nhưng mà bây giờ thấy lại vậy cảm giác thấy nó hơi run. Thấy rồi, bất ngờ quá. Trong cái trường hợp không phải là tài sản lớn của mình, nhỏ cũng vậy. Thì mình thấy những cái trường hợp như vậy thì cũng như là mình giống như là con người với nhau, là mình phải biết thương nhau, mình phải bảo vệ tài sản chung. Mình thấy trường hợp đó mà thấy mình thấy giống như là lỡ như chủ sở hữu người ta không biết, nhưng mà mình lỡ mình có thấy phát hiện khả nghi thì mình có thể can thiệp giùm người ta. Nhưng mà đối với bản thân em thì em nghĩ, ví dụ là đi tới đâu cũng vậy, nhưng mà mình thấy những cái trường hợp mà xấu này kia là mình phải can thiệp. Những thành phần không tốt ưa lợi cái tháo kiến người ta đó, cho tôi không đồng ý đó. Dạ vâng. Mà trong danh sách anh có đồ nghề chống nữa thấy không, nếu chống cự lại rồi tôi làm xử lý khác. Nên là hỗ trợ với nhau để mà hả, làm cho những người đó hả, họ phải hả, tìm cách họ như là thôi công việc đó đi, chứ để mà tình trạng xảy ra thì không hay. Trước hết thì mình qua thì mình kêu người ta đi, nếu mà người ta cương quyết người ta không đi thì mình phải báo công an phường hoặc bờ tổ dân phố để người ta lại giải quyết. Qua tình huống này, ta có thể thấy rõ mỗi người mỗi phản ứng và cảm xúc khi đối chức diễn viên kẻ gian đại diện cho hình ảnh của những kẻ chuyên đi bẻ gương xe ô tô. Dù không phải tài sản của mình, nhưng các nhân vật trong chương trình đều đã có những phản ứng rất tích cực để bảo vệ tài sản của người khác. Hành động đó, ý thức đó của các nhân vật thật đáng được tôn vinh và hy vọng rằng sẽ ngày được nhân rộng ra để vấn nạn trộm cắp, bẻ gương làm biết bao nhiêu khổ chủ đau lòng sẽ không còn hiện hữu trong cuộc sống của chúng ta nữa. Bảo vệ tài sản chung cũng là bảo vệ tài sản của chính bản thân mình, vì nếu cứ mặc kệ kẻ gian hoạt động thì rất có thể nạn nhân tiếp theo sẽ là chúng ta. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo của Camera Giấu Kín.